Ngân chào mọi người đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân nha. Giờ là 8 giờ rưỡi sáng rồi. Mới 8 giờ rưỡi sáng mà hôm trời cũng mưa sớm ha. À, bữa hôm trời nắng nóng quá thì trách móc nói sao ông trời ơi, ông nắng ông nóng quá trời ơi, chịu hết nổi, ông mưa giùm con cái ông ơi. Bây giờ vô đợt của ổng rồi cả nhà. Mới 2-3 ngày nay là ngày nào ông cũng ui ui âm ui ui rồi ông mưa. Mưa rồi kiểu như là áp thấp nhiệt đới vậy. À, không khí nó cũng mát dịu, cũng dễ chịu, cũng khoái. Nắng quá à, chịu không nổi, nhiều quê không dày quá trời nắng luôn mọi người. Đợt này ông mưa thấy không khí nó cũng dịu dịu, tối cũng ngủ ngon. Này nữa cái xuồng này. Thôi vô đây mấy miếng nữa. Phần này của xu rồi. Vậy là đủ rồi mẹ. Ăn nhà là đủ ăn ngày rồi. Đùi gà. Ủa tự nhiên nhìn cánh gà nó đùi gà. Cánh gà với sườn non. Ướp muối xả ớt gì đó. Có xả không mẹ hay là muối à, hành lá hả à, tỏi ớt với hành lá. Mày không mua ý hết cho nó này. Có chút chung mắm chung mệt hả. Còn cái này là cái gì? Cái chả cá đó người ta mua mì là thêm cá hấy thì thôi để mang dùng 2-3 tháng qua này với cho nó ăn chiên hay gì nó ăn. Biết không? Lộn với cá tra biết không? Này cái chả cá thắt lát. Có mỡ heo với tôm hay gì? Có, với mấy anh tép lộn. À, lấy cá tra, thịt cá tra ra trộn vô nữa phải không? Dần quết lại phải không? Thêm cho nhiều nhiều chút. Cá tra còn mình pha vô cá thắt lát nó dai vậy nó ăn được chứ. Cá thắt lát mình nó không thì ăn không xiết, không sể, nó mắc. Ngán tiền á cả nhà kiểu nói vậy. Mình pha cá tra vô ngon lắm. Này là củ mì, mì củ. Này là mì sượng á cả nhà. Mì người ta nấu ở ngoài chợ mẹ cũng sáng cũng có mua miếng cho bé Su ăn có đồ ăn sáng. Xôi mặn. Đây cũng xôi mặn 2 gói. Ăn đi mẹ ơi. Con không ăn đâu. Nhiều gói vậy? Trời ơi. Gói gì là mình có 6 ngàn vậy? Ghé ha. Ôi. Tủ lạnh ngân thì đa số cá nhiều. Cá không à, tủ toàn cá không à. Cô cá phèn nè cả nhà, ăn lấy đầu cá với cái đuôi cá tra kho mặn nè. Ăn lấy mình ăn cho nó dơi bớt cái tủ lạnh để có chỗ trống để mình để đồ ăn hay để đá đồ. Với lại lấy cái thịt nạc của cá tra phi lê á. Cá tra phi lê. Đầu cá với cái đuôi cá với khúc bụng cá này. Chút xíu mình kho mặn mình ăn cả nhà. Mấy cái này mình để nó cũng chiếm chỗ tủ lạnh vậy đó. Không có thịt thà gì nhiều mà nó chiếm chỗ tủ lạnh đó. Nhất là cái đầu này. Mà điều mà mình cũng để mình kho mình ăn cũng ngon nữa. Còn nấu canh chua rồi cả nhà chứ không lẽ mình ăn nạc không đúng không. Rồi, phần cá này thì chút xíu nó sẽ kho mặn nha. Đầu đuôi với khúc bụng. Còn cái này nè mình sẽ lấy cái phần cá tra phi lê ra để cho mẹ Ngân quết chả lộn với cá thắt lát đó cả nhà. Với có mỡ heo rồi có tép nữa, tôm á, tôm lột á. Cá mà mình lạng gì nè lấy phần nạc thôi, còn phần xương thì mình nấu canh chua hay là mình chiên gì á. Anh sẽ để lại miếng này, chừa lại sẽ không có làm hết. Như ngoài. Ngoài chợ vậy hay vậy? Con như bếp con đâu có nghe ngoại kêu. Ngoại đi. Bà ngoại đi hả? Mời ngoại có đi đám không? Đi chứ. Đi vậy con lên con chở cho đi. Dạ. Ngoại đi cha 2 giờ phải không? Ngoại 2 giờ chiều phải không? 2 giờ mình 12 giờ đi được rồi. Chết mẹ để con mở khóa. Cái này. Cho nước cháo mẹ con ăn đi. Ồ con gà ngon dữ vậy. Ồ ngoại cắt lại phân nữa ngoại ăn. Ôi con quả ở dưới muôn con chứ. Hả? Con cá
Trời ơi. Đừng đem xuống nha. Bà nấu nhóc chưa? Bà nấu ăn. Mọi nấu cháo gà hay gì? Dạ. Ngoại biết nhà không? Để con hỏi gì ba, nghe nghe nói hướng thì con cũng định hình, con cũng biết được rồi. Biết cái hướng thôi, lên đó hỏi thăm. Đấy, đừng đi dĩ ủi à. Dĩ ủi à, nó sát lộ rồi, đừng đi dĩ ủi à. Không có, không phải sát lộ bự. Sáng ngoài đi, bà ngoại đi chợ. Mẹ ngoại cho, ngoại mua cho con gà. Trời ơi, con gà tươi nóng hổi luôn. Gà này có thêm cục huyết, anh này chắc ngoại mua thêm. Huyết này trời ơi, nó canh ngon, nó canh hẹ, giá hẹ. Này huyết dịch của người ta, huyết dịch huyết gà vậy chứ không phải huyết heo ha. Huyết dịch thì nó nhiều hơn huyết gà. Như huyết gà mình, con gà mình cắt ra, cắt tiết ra không có như huyết. Trời ơi, có hành nữa nè, ngoài cho hành nữa nè. Đầy đủ hết trơn này. Này mình nấu cháo, gỏi gà hoặc là mình nấu cà ri hay mình kho rau găm. Ăn cơm mà hầm đu đủ rồi. Gà ta mình thì ngon rồi. Phần cánh gà với lại sườn non thì mẹ Ngân ướp tỏi ớt với hành lá, gốc hành á. Với lại ít gia vị, nước mắm, bột ngọt. Chút xíu Ngân chiên cho bé Xu nữa ăn. Cái ra cái phi lê và cắt nhỏ nhỏ ra. Hồi cái mình bầm mình quết lại chân với cái chả, cá thác lá. Mấy củ mì vậy người ta bán nhiêu mà? Ở trong chợ người ta bán mấy củ mì vậy là 7.000, người ta cân ký người ta bán 30.000 ký, nhiêu đó là 7.000. Mà cả nhà ăn sáng với Ngân nha. Ăn sáng xôi mặn, này có khoai mì, để Ngân ăn thử miếng củ mì coi nó ra sao nha. Mình thử đây. Mì này mì sượng nè, thấy có vẻ ngon á. Nhưng mà người ta chắc là người ta nấu đường chứ không có nấu nước cốt dừa giống như mình nấu. Nước cốt dừa ngon, bỏ nước cốt dừa với đường vô ngon. Ngon. Đường thì ngọt ngọt, mì thì nó dẻo 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 sượng sượng, không có bột nhiều, ít bột lắm, ngon. Không phải ăn mì sượng hơn là mì bột. Sao mặn có 6.000 gói vậy, cũng ăn cũng no lòng được buổi sáng, để đi ra vườn ra ruộng rồi bằng đi mần rồi cũng đỡ tốn tiền. Có 6.000 gói quá trời rẻ. Ngon quá. Giờ mình ăn uống gì cũng vậy cả nhà. Thì hà tiện thì cũng tốt, cũng là một cái chính sách tốt để mình tiết kiệm tiền cho gia đình ấy. Nhưng mà hà tiện cũng vừa vừa thôi cả nhà. Bữa trước nghe ông Tư nói á, ông Tư ở gần sớm ăn nè, ông nói thôi giờ tụi bay thẹn gì cứ ăn đi bay ơi. Giờ thấy người ta kiểu chết dễ chết đột quỵ rồi cả nhà, kiểu chết y như gà vậy, ngủ đêm sáng ngày chết mà chết không hiểu nguyên nhân luôn, cả nhà dễ chết á. Chứ kêu thôi giờ thèm gì cứ ăn đi. Đừng hà tiện quá. Thôi lắm. Thôi với bà bán này mà. Bà bán ngon. Cái vị nó có cái hậu ngọt mà ngọt vừa vừa, mà có củ cải muối xào nè, với cà rốt, thịt ba rọi ram. Cái bà mà bán bánh bao hồi trước nó quay clip, nó hay quay bà bán bánh bao trong chợ cả nhà, bà bán xôi, bán chè, bán đủ thứ vậy nè. Mà nhà bà ở bên băng tra chứ không phải bên Cù Lao mình. Nhà bà ở bên chợ băng tra bên Mỏ Cày Bắc. Rõ qua tới bên Cù Lao, đi qua con phà tới rồi, nhưng mà đi thì cũng hơi cực, mà bà đem đủ thứ đồ qua đây bà bán.
không biết là bà đấy bánh bên đây hay là bên kia bà đem qua thì không biết, nhưng mà ý là nó là nhà bà bên đó, qua tới bên đây bà bán bà đó. Thôi mình ăn vậy thôi chứ mình đâu ăn nhiều được đâu, nhiều quá ngán ăn đâu nổi. Xôi cái hạt xôi nó cũng giống như hạt cơm ha, mà sao mình ăn nhiều thì mình ăn không nổi ha, còn cơm thì mình ăn hoài được, ăn ngày này qua tháng nọ được. Bởi vì em không hiểu nổi nè, không hiểu nổi cái ha. Ăn tới suốt đời luôn. Ăn từ lúc mới luôn, mới biết ăn dặm, lúc mẹ sinh ra mấy tháng là biết ăn dặm, không là biết ăn cơm ăn cháo rồi, bắt đầu tới giờ tới chết mấy chục năm trời là ăn cơm không mà không thấy ngán. Còn ăn gì cũng ngán nữa ha. Ăn hủ tiếu mẹ ăn cháo, ăn hủ tiếu cũng kêu cháo lòng hơn phở rồi lâu lâu ngày cũng ngán, nhưng mà ăn cơm thì mình có thể ăn ngày ba cử được á. Ngon là ngon, ăn cơm ngày ba cử được á cả nhà. Mở mắt ra sáng là chiên cơm ăn, hoặc là nấu cơm mà ăn với cá kho tiêu cũng được, hoặc là mình ăn cái món bất cứ một cái món gì ăn cơm đều được hết, giấc trưa giấc chiều giấc tối giấc gì ăn cơm cũng được hết. Còn mình cũng có thể mình ăn cơm tắm xuồng nước. Buổi sáng nếu mà mình ăn cơm với đồ ăn bình thường mình ăn nổi thì mình ăn cơm tắm, mà găm xuồng nước xuồng mình ăn thì cũng gọi là ăn cơm. Làm ca nước sáng nào cũng làm ca nước, sáng sớm thì uống nước ấm, còn trưa trưa thì nắng nóng quá khát thì phải uống nước đá mới chịu nổi. Đêm buổi sáng mở mắt mắt dậy ra phải làm nước ấm. Ăn mì ngon, mì ngon. Gà thì mẹ Ngân sẽ rửa tắt với muối, mần cho nó sạch sẽ rồi chắc là cũng để dành đó một hai bữa nữa mới ăn. Ăn kiểu Hà Tiện. Nói thì nói gì cũng phải Hà Tiện à. Chứ ai nói một tiếng cũng phải có Hà Tiện đó. À, chứ ai nói giờ thèm gì cứ ăn đi bê, rồi tự nhiên cái sắp tiền đi mua. Không lẽ vậy sắp tiền đi mua cua hoàng đế cũng thèm, không lẽ giờ đi sắp tiền đi mua con tôm hùm rồi ha. Thì cũng phải Hà Tiện, mà Hà Tiện cũng có mức độ. Hà Tiện là mình biết chim cả nhà, mình để cái hậu á, phòng những lúc đau yếu bệnh hoạn rồi này kia, chứ không có tiền biết chạy mượn ai giờ. Nói thì nói gì á. Con gà ở nhà của bác Út có cục tát, mà Ngân cứ nghe ai kêu hới 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 rồi cứ chạy ra trước cửa coi ai kêu. Mà đã đợi con gà ở ngoài sau hẻ cục tát. Sao là ngon chứ ăn tiếp. Ăn mì thổng thức cái chấp cho cả nhà xem. Mì ngon mà nó thượng thượng ha. Cái này là giống mì sườn hay là người ta trồng có bí quyết ta? Giống mì sườn chứ sườn mình bí quyết gì. Mày trồng không ấy sao mà cỡ nào cũng đâu có. Đúng rồi, chắc là cái giống mì ha. Giống mà ngày trưa chưa buồn mì lắm. Ăn xế hả? Ngủ dậy, lúc ngủ dậy đó ăn xế hả? Buồn miệng đó mình ăn mì này ngon. Hợp, nấu người ta nấu người ta bỏ đường á. Khi mà kết hợp thêm cái vị mì ăn rất là ngon. Ăn trộn rồi. Có củ cải muối mà nãy giờ Ngân vớt củ cải muối ngon ăn kìa. Củ cải muối ngon, nó giòn giòn sực sực á, có gia vị đường ở trong đây này ăn nó ngót ngót ngon, ngọt 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 ngọt. Mẹ đang làm một chén gia vị ướp nè, tỏi ớt củ hành với hành lá nè, gốc hành rồi nè, nhìn thấy hấp dẫn không, màu sắc rồi quá trời.
Su dậy rồi, sao bữa nay Su dậy sớm nè, thường bữa 10 giờ mấy Su mới dậy, bữa nay mới có 9 giờ là Su dậy rồi. Su ăn xoay, Su ăn xoay ăn sáng. Ngon không con? Ngon không? Không cảm xúc mà. Kiểu này mặt đơ không cảm xúc mà. Xôi ở đây ngon hơn xôi thành phố không con? Không biết. Nhiều khi có ai ngồi chờ chổng mông như gì kéo lại cái đầu kéo dở lên thì dở nó dài quá chổng mông nó chổng đầu chổng đít. Kêu Su nó khiên là nó tập đi đó đúng rồi. Sẽ tới cái chip nữa. Ừ rồi bằng rồi đây ngồi đây rồi được rồi được rồi. Đưa tao cái chổi đây, đưa tao cái chổi mày đó đây. Quá trời. Má nằm mép mép chổng khu lên trời, khu lên trời thiệt. Bà luôn. Ngày nào cũng như ngày nấy, giống như là có lập trình sẵn ở cả nhà, là coi như là cứ sáng dậy là Ngân lo Ngân nấu ấm nước trước, mình có nước uống cái đã cho mình thủy nữa. Thí dụ như trưa không có nấu thì mình có nước của mình châm trà mình uống. Rồi hồi cái sẵn lửa than cái bắt nồi cơm xong cái làm đồ ăn vậy đó. Ngân đang ở sau bếp củi nhà mẹ Ngân nè. Về quê nhà nó bếp củi đã luôn. Mình sợ cái nắp này nó rớt ghê luôn nha. Rớt là cái hơi nóng vô tay mình nó phỏng luôn á chứ không phải giỡn. Quên nè, quên chế cà phê, thôi để ấm sau đi, chuẩn bị cái ly pha cà phê kìa. Mỗi lần mà Ngân múc nước là Ngân hay phát phát vậy á, để cho mấy con lăng quăng mà lỡ có lăng quăng á cho nó lặn xuống. Hơi tràn đấy. Ăn gói xôi kiểu này chắc tới chiều luôn mới ăn cơm. Xôi nó ở cổ. Nó dai lắm. Được, dai. Cái chạm kia mình quết xong mình nhồi mình bớt. Cho nó dai. Có màu thịt là ngon nha. Xong thịt cá tra nó có màu. Mình trộn với cá thác lát. Dài ngon kìa. Cái này không cần tôm, không cần mỡ cũng được nữa, mà trộn với cá thác lát thôi cũng được. Nó cũng ngon nữa. Cá thác lát thì nó rất là dai, còn cá tra thì nó dai ít, cho nên mình trộn hai thứ vô thì mình ăn nó vừa ngon á. Chiên. Ở trên phố nó cũng hay làm vậy. Làm cho Su nó ăn nó ưa. Ướp tỏi hành ớt này. Để chút cháy đi. Ngon ha. Nêm gia vị bình thường thôi, nước mắm, bột ngọt, hạt nêm. Vậy nếu ai thích để đường thì để. Cần tiêu, hành ớt được. Chút xíu rồi nè, đừng để nhiều. Ngán. Cái đó thôi bớt lại chút. Chiên đường nhiều quá nó dễ khét mà nó ngán. Chừng thì hạt nêm chút xíu nước mắm cho anh thơm. Làm chả cá chả thịt diễn nghệ người ta cũng hay nêm nước mắm, cái vị nước mắm nó mới ngon chứ muối không thì nó hay bị mặn mặn chát mặn lè. Nước mắm thì nó dịu hơn, nó thơm. Trộn lên nha. Làm thì cũng để đó, để dành đó chứ cũng chưa ăn liền. Con gà thì cũng để đó, chả này cũng để đó luôn nha cả nhà, để dành đó bữa nào
vợ kẹt mưa gió thì mình có đồ ăn được. Gà thì nó sẽ đậy nắp lại và nên dặn lửa đưa lên cho gà nó chín cái đã đi, rồi hồi cái mình dặn lửa lớn mình chiên giòn lại. Mẹ Ngân làm xong cái phần chả rồi nè, mình đè cái gối nó dẹp dẹp vậy nè, khi mình ăn mình cần ăn cái lượng ít á, ví dụ nó muốn ăn phân nửa cả nhà, cái mình lấy cái dao mình bỏ cái công thớt mình chặt cái phạt cái là chia đôi ra liền, bắt đầu mình rã đông rồi mình làm thôi. À, rất là tiện. Quyết thì Ngân trụng nước sôi chút xíu mình sẽ nấu với canh bầu mình ăn nha, có thêm cái phô cao gà nữa. Chỗ này nó xanh xanh là do nó dính cái mật đó cả nhà, chứ không phải nó dính cái ấy đâu nha, cái mật á. Mẹ Ngân cắt làm sao mà cái mật nó chảy ra dính luôn vô trong cái phô cao luôn, nó xanh lè. Su ơi, con lấy cái bầu con gọt đây con, bầu trong tủ lạnh á, gọt bầu nấu canh nè. Cắt vừa vừa thôi, cắt bự quá ăn cục tổ chản ăn cũng không nổi. Ăn cơm xong rồi mình ăn chôm chôm trắng miệng nha, là cả nhà ăn chôm chôm với Ngân nha. Su ơi, ăn chôm chôm nè con, chút con ăn nha. 20.000 ký người ta bán ở trong chợ, hôm qua Ngân đi về đi đám về cái Ngân ghé chợ Ngân mua. Giờ này Ngân ngồi ăn chôm chôm thư giãn chút rồi cái nghỉ ngơi rồi đó chút xíu cho nó tiêu, cái bắt đầu ngồi sửa clip. Sửa clip xong rồi buồn ngủ quá thì lên võng ngủ trưa, ngủ trưa một chút vậy đó. Để tủ lạnh hả? Sống vô miếng nó lạnh tê không Ngân? Chua có chua có ngọt không, lạnh mát. Đợt này vào mùa chôm chôm rồi, năm nào cũng tới hè là tới mùa chôm chôm. Chôm chôm này phía trên Chợ Lách người ta trồng nhiều mọi người, cái khu vực mà cồn á, chỗ mà người ta kêu là Vũng Tàu 2 á, khu vực cái trên đó đó. Thường thường ở quê mình hồi xưa mỗi lần mà nói đi chơi đi đâu ngủ đi Vũng Tàu, mà không phải Vũng Tàu biển mà là Vũng Tàu bằng mà nó nổi cái cồn á, rồi mình tắm xong đó cả nhà, mình tắm kiểu như nó cạn á, không có sâu á, người ta tới đó người ta tắm khúc ở trên Bến Tre, bên Chợ Lách Bến Tre người ta kêu là Vũng Tàu 2. Ở quê Ngân là vậy á, là khu trên đó là người ta trồng chôm chôm dữ lắm nhiều. Không biết thì bây giờ còn trồng không nha, Ngân không biết nha, chứ hồi đó Ngân đi lên trên đó chơi là Ngân thấy người ta trồng chôm chôm thấy ham lắm. Mình đi qua, ghe qua sông mình đi qua mấy cái chỗ vườn chôm chôm á, chôm chôm sai trái nhìn đã lắm cả nhà, nhìn cái gì không đã chứ nhìn chôm chôm với nhìn nhãn á rất là đã luôn. Nhãn nó chùm chôm chôm nó chín đỏ lòm mà có chùm vậy nè, trời nhìn là mắt hái. Nha đam không đường làm trái nè, còn kiếm cái trái sống sống rồi ăn chùa trái chín cho nó xuống. Mấy trái sống thì nó chua nhiều hơn chút. Giờ này bà ngoại mở điện thoại coi gì mà nó nói gì xem, nó nói gì xong nghe mẹ nghe mà cái mẹ mùa nó muốn ngủ luôn rồi nó. Nói cái gì mà gù ghì ghì từ nãy giờ, không biết ngoại nghe cái gì, nói cái gì á. Hôm qua mẹ ở nhà thì nghe ngoại ca cổ đảo luôn. Vậy chứ mẹ kêu ngoại quên liếc rồi ngoại mắc cỡ, ngoại không ca. Không bật vậy, tự ca. Rồi con có ngủ không, nghe ngoại hát con có ngủ không? Sương nó nghe ca cổ là nó ngủ ngon lắm á. Đợt rồi Vinh á, Vinh nó chuyên gia luôn á, thấy Su nằm võng á mở ca cổ điện thoại lên, nó nào nào nghe hỏi mua là tự ngủ luôn, khỏi cần kêu khỏi cần réo luôn.
với lại mở kinh Phật á, Nam Mô Di Đà Phật á, bà đọc hoài cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là nàng hát hoài vậy là hỏi ngủ. Ngon con, chôm chôm ngon à. Thôi hơi buồn miệng, buồn miệng ăn chôm chôm cho đỡ buồn miệng. Có kẹo dừa trong nhà kìa, lấy cho mẹ ăn cục đi. Xưa nó lọt cho ngăn cục kẹo nè. Ngăn kêu lấy kẹo dừa cho mẹ mà Xưa nó hết kẹo dừa rồi. Ăn thử kẹo này Xưa nó ngon. Mẹ cả nhà ăn với Ngân nha. Ngọt béo thơm, thơm mùi nước cốt dừa, có cái vị thơm của đậu phộng nữa, béo béo của đậu phộng. Đừng ăn khoái kẹo dừa ha, kẹo dừa ăn nó dẻo dẻo mềm mềm. Mẹ thật điên á mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Mở nhỏ 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 vậy đi, ngủ đi con. Mở nhỏ thôi, hơi nhỏ quá rồi đó. Rồi về bé ngủ đi, để đó nằm ở nghe là ngủ. Mới dặn Xu nhắc mẹ chiều làm cái bộ móng giò mời đi đám cưới. Lội sình lội đất ngao nghến rồi đi đám cưới lại con ta. Nhưng mà sơn á, sơn móng giò không cẳng rồi móng rồi nó sơn đóng cục cái bàn tay đó kìa. Hôm qua hôm kia lấy nước sơn của bà ngoại đó, sơn cuộn chết luôn. Quét ha, quét một lần một thôi, đừng quét tới lắm luôn là quét cục liền. Sơn nó sơn, nó sơn bóng á chứ đâu có thể sơn màu đâu mà sơn nó. Sao mẹ sơn hay quá, mẹ sơn lắng do con sơn nó bị nổi bọt. Sơn bóng nó kéo rồi, bị kéo. Chú ơi dẹp điện thoại nữa con, đừng chơi điện thoại nữa con.